Rồi, xin chào quý vị và các bạn, xin chào cả nhà. Cả nhà thấy mình chuẩn bị đi đâu, đi cần câu trên xe mình không? Bây giờ hai cha con mình hành trình về Tiền Giang nha cả nhà ơi. Đi về dưới đi câu cắm nè, đi câu nè, rồi đám giỗ luôn nè. Ngồi vô. Đội đi theo coi. À. Là 2 tiếng hồ rồi đó, giờ chưa tới Long An. Không nhúc nhích được. Nãy giờ là qua từ Bình Chánh trở xuống, nói chung là kẹt từ Sài Gòn về tới Long An luôn. Giờ mới thoáng được. Giờ hồi đi là mình đi còn sớm á. Mà bây giờ là lên đèn rồi, thấy chưa tới nổi, có 70 cây số. Quá kẹt. Bánh trắng cộn đó cả nhà. Không tiếp không? Về từ Sài Gòn chạy về tới Tiền Giang 68 cây số. Mà chạy tới gần 3 tiếng. Gần 3 tiếng mới tới nè. Khiếp không? Kẹt xe, trời ơi. Tranh thủ đi về sớm để cắm câu, đem đồ đừng câu mồi đồ về đi cắm câu mà giờ bây giờ mới tới. Hiện giờ là đã 7 giờ rưỡi rồi. Cũng tranh thủ xuống bậy dừng dài cần cắm thôi, coi có con cá lóc nào không nha cả nhà ha. Chứ để mục tiêu của mình về tới đây mấy chục cây số mà giờ không được gì luôn, chết luôn á. Rồi giờ móc mồi đồng hành thôi. Móc mồi thôi. Chắc chừng 10 cân quá chứ nhiều quá, cắm hết cắm không kịp quá. Đằng nắm quân dài lại đây nè. Con cái lỗ nó quậy rồi đó. Đúng không? Mé bển á. Người ta quậy sẵn hả? Ừ, nó cánh câu á. Nay năm số ngày, 6-7 ngày rồi. Bởi có không ta không biết nữa. Chục cây rồi. Chỉ hả? Rùng ngủ. Rùng ngủ. Rùng này có mà. Rùng nè. Đâu kìa đó mà mình đào không có. Có. Trời mưa giặt khó. Một cây. Hy vọng đem lại may mắn. Không có được cận cảnh lắm nha. Đây một cây. Đây hai cây. Đây ba cây. Đây là bốn cây, được bốn cây rồi. Nhưng cái này chơi một cặp, lỗ bự quá chơi một cặp. Hai cây. Ba cây. Hồi nãy mình rọi đèn thì mình thấy cần nó dính rồi đó nha, mà bây giờ là thấy nó im lại không biết còn dưới không à. Hồi nãy là thấy nó quặn mà sao giờ cũng nhờ thẳng trừ để mình xuống mình thăm luôn. Còn không đó, còn hết cây, còn quậy á, còn quậy á, dính này nè hả, anh thấy không đó. Lâu lắm rồi mới trở lại cái môn này thì đâm ra nó còn hơi lủng củng một chút. Đúng rồi, cá cẩn nhỏ xíu à, bắt luôn để vô nước nữa. Thay mồi cắm lại tại chỗ luôn ha. Lâu lắm rồi giờ mới trở lại cái nghề này thì đâm ra nó cũng còn hơi bỡ ngỡ chút xíu ha cả nhà ha. Đây thành quả đầu tiên, đem về 28 cân mà cắm được có 14 cân à, về trễ quá.
xíu, nhưng mà đúng có đồng nha, không nó kệ thành quả ha. Cần này, cần này rồi, cái nhà thấy nó gậy nè, nó vậy đây mà không biết còn dính không, có nghĩa là nó có ăn rồi á. Ngồi cứ nhắc luôn, ngồi sảy rồi. Nó bị vô cái bao khùng ghê. Khùng ghê. Cắm lại luôn. Chứ giờ dọn lỗ mệt quá. Đó, được một chú. À, đúng ra được hai con rồi, mình ra trễ quá sảy một con. Mà sao mới có 10 phút 15 phút mà ra nó đã dính rồi không biết. Còn lại cắm tổng, mình cắm tổng cộng là 14 cây. Mà dính một con sảy một con, còn nhiêu còn nguyên mồi. Đây là toàn cảnh của quê mình nha cả nhà. Đó, đây là nơi mình sinh ra. Toàn cảnh luôn. Thì ban đêm quá thì cả nhà chưa thấy rõ. Mẹ con đang về cho bú. Cái số của mình đi tới đâu cũng gặp tụi nó. Con nó mập vậy mà nó còn ôm vú nó bú nè. Động trời không? Trời ơi. Con kia không bú anh, giờ con kia không thèm hả? À, con kia có được cái cánh gà. Trời ơi, bà bự bự gì đây mà còn ôm mẹ bú trời. Trời ơi. Quá trời ú luôn à. Trời ơi, dây nó còn ôm vú bú. Thiệt hả chứ? Con nó như cái luôn. Cái thương à. Mẹ vậy cũng cho bú luôn mà. Xuống tới đây mà thấy con nhợ đánh băng là biết rồi. Ừ. Ở còn màu luôn ghê chứ. Không nhớ chỗ nào luôn. Ba trời chó luôn. Cái mày thua. Kìa ăn là biết liền á. À. Ừ. Dính rồi cả nhà. Phải vậy chứ. Cái nào mà dính rồi nó nhịp cần câu. Hết nhịp rồi, hết nhịp rồi. Nãy em thấy nó nhịp quá trời. Nó mới nhịp lắm. Cắm hai cần chỗ luôn mà tối đó. Hết, nói chung là biến lội quá rồi. Sao đâu, để im cho thấy nó nhịp không? Thấy chứ. Cùng bên đây còn ngồi. Đó, nhiều cỏ đó. Dính lên nó nhịp liền à. Ngon. Đê. Hả? Cá kê hay gì đó. Lóc. Cái vậy được hả cả nhà? 4 5 cần rồi mà chưa dính con nào hết. Buồn chứ. Giờ mới được con. 4 cần. 5 cần, đây cần là 6 cần. 6 cần mới được có con à. Đẹp. Nguyên đêm không ngủ một miếng luôn á. Sao xa vậy? Xa đâu thấy gì đâu.
Dính đâu? Không dính luôn. Thất thu rồi. 7 cần rồi mới con 8 cần rồi chứ. 9 cần luôn rồi. Thất thu chứ sao về trễ quá. Luôn được có mấy con một còn có mấy cần nữa, còn đó con cây kìa, không có kìa, nhìn thấy kìa, đây cây không có nữa, nhìn thấy luôn kìa, để luôn đi, đây cây nè. ba cây không có để luôn. Rồi mấy con một hồi nãy. Dắt nhợ vô luôn rồi, mới có dính không à. Ừ. Con nhợ thì nó méo méo nhưng mà không thấy căng. Nó vướng vô trong luôn kìa. Mà thường thường nó căng là nó phải gịch nhịp nhịp với con hồi nãy vậy đó. À dính rồi. Ồ bự á, xoáy nước luôn anh. Xoáy nước luôn từ từ chảy á. Dạ. Ê. Ồ trời đồng luôn. Trời vàng luôn. Đúng cái trời vàng luôn rồi. Đúng vàng luôn. Ừ. Đúng rồi. Đúng vàng luôn. Vậy thì có lóc có trê còn hết. Còn cây nữa. Để đây. Đứng nó luôn đi. Cái nào dính biết liền à, nó căng công nhợ ra mà nó nhịp liền à. Không dính rồi. Cái này để cái lỗ lại đi rồi tối nay cắm mới ngon. Để luôn. Ban ngày nó không ăn đâu. Đúng vàng luôn ha. Ừ. Không nó không cái trái vàng về nó không có bự lắm, bự nữa nè, nó như vậy nè, đúng vàng. Lâu lắm là mình mới thấy được con cá này lại luôn á. Chứ tinh tàng là tinh đó là cá trai nuôi. Ừ. Thì lai. Đúng đẹp luôn. Hồ. Hồ dính mép luôn. Hử? Dính mép luôn. Nè, dính nè. Thường thường nó ăn nó nuốt không. Dính nè, nó quấn cỏ vô nồi, con cá này nếu mà trễ nữa là dám sảy lắm đó nha. Vô kìa ba con. Ngon rồi. Đây buổi sáng rồi, buổi sáng ngày hôm nay được như đây. Đó. Không cần thua luôn. Tối hôm qua dính còn nữa chị. Đó nó còn con thùng nè, nhỏ xíu à. Đó. Cầm. Trê có lóc có đầy đủ. Giờ kho tiêu luôn. Không kho nó chứ cũng chết à. Kho tiêu con cơm luôn đi, lâu lắm không ăn trê vàng. Thiệt luôn á. Thôi ai đi ăn sáng, ăn về ở nhà ăn cá kho tiêu. Giờ kho ăn sáng hả? Ừ. Thôi trời, đi ăn sáng à. Mình thích sở dĩ mình thích về quê là vậy đó. Về quê là cảnh nó nhìn nó sông nước nó thiên nhiên lắm. Đây là nơi của mình sinh ra nha cả nhà. À, quê hương tổ ông bà tổ tiên á, nơi của mình sinh ra khá nhiều lắm. Điều chưa có thu hoạch không biết, để anh hồi vô mình hỏi coi anh coi coi chừng nào anh bắt cái hầm cá này. Để mình lấy cái gì mình lụm giục xuống cho nó bay lên nó chạy cho cả nhà mình xem. Đây nha, cả nhà nhìn nha. Nè, nhìn. Bắt đầu nó giỡn lên nè. Nhâm 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 rồi nó đều hết. Cá phi không à. Nó nhâm 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 là nó đưa cái đầu của lên á, nó nổi cái đầu của lên á. Quá trời.
Rồi vậy mình xin khép clip lại đây ha cả nhà. Cả nhà mình xem clip nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Rồi mình xin chào tạm biệt nha, hẹn cả nhà trong clip tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.